Bài này thì người ta giới thiệu một cái poster quảng cáo cho đồng hồ. Thế thì cái mục tiêu đó là tạo ra một cái quảng cáo mà nó tương đối lạ mắt một tí, có một cái sức hút mạnh, hiểu không? Ở đây thì là đồng hồ thì nhãn hiệu là Omega, và mô tả nhanh thì chúng ta sẽ thấy rằng là trên cái poster này thì chúng ta thấy có một người đàn ông này có một cái đồng hồ này đang bay lơ lửng ở phía trên đó, ở trong cái quầng sáng. Trông nếu như các bạn nếu mà hay xem những cái phim mà viễn tưởng khoa học, các bạn thấy một cái đĩa bay hay một cái gì đó lạ thì nó xuất hiện ở trên bầu trời ở trong một cái quầng sáng nào đó rất là thu hút và làm cho người ta phải ngẩn nhìn. Trên cái bối cảnh cái nền đen này thì các bạn cũng thấy luôn là có một cái hiện tượng giống như là bị sét đánh ấy. Nó hơi có một cái gì đó ngầm chứa giống như là kiểu tình yêu sét đánh ấy. Nhìn thấy một cái gì đó, nhìn thấy một con người và yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy. Đấy, đại thể cái thông điệp của cái poster này nó dạng là như thế. Đấy, chúng ta cứ hình dung là như thế. Thế thì bây giờ tài tài nguyên của chúng ta gồm có những cái gì? Tài nguyên của chúng ta có cái đồng hồ mẫu này, đúng không? Tiếp theo nữa là chúng ta có một cái hình ảnh sét này và một hình ảnh người đàn ông đang chéo tay như này, giống như là đang cầu nguyện Chúa hay là đang 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 thành kính nhìn lên một cái gì đó. Thế thì bây giờ với cái bài này thì chúng ta sẽ cũng theo nguyên tắc cũ thôi, đúng không? Tôi sẽ làm một cái layer ban đầu không chứa cái gì cả để chúng ta bắt đầu cắt ghép, chúng ta bắt đầu lấy các cái tài nguyên vào. Trước hết là watch này, chúng ta sẽ lấy cái đồng hồ này trước đã. Tôi lấy cái đồng hồ này, sau đó thì Control Shift Y ngắn này, đảo ngược lại này, copy. Bài này tôi sẽ nhân đôi nó lên bằng cách là sử dụng lệnh duplicate này. Chúng ta có cái bài này. Bây giờ tôi lấy được cái gì thì tôi sẽ lần lượt tôi đưa nó sang đó. Nhưng trước hết là tôi sẽ tô hết cái này giống màu nền này đã, màu đen đi. Edit fill black đi. Rồi, đến đây, nền này nền đen rồi, đó. Tôi sẽ đưa cái ảnh này sang và transform Ctrl T thu nhỏ nó lại đã. Tạm vứt đây đã. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy xong đồng hồ thì đóng lại luôn cho nó gọn và xử lý tiếp cái yếu tố thứ hai, đó là lấy người. Lấy người thì tôi sẽ kéo người vào đây và tôi đặt nó vào trong cái hình ảnh mà giống như bài mẫu. Thế vậy thì tôi cũng không cần người nữa rồi, đúng không? Đóng người lại. Thế trước hết là xử lý thì trong cái ảnh này thì có một cái tem, các bạn có thể là đơn giản là xóa nó đi thôi, vẽ vùng chọn ra làm sao cắt bỏ nó đi, chỉ còn giữ lại thằng người để cho cái nền đen của bài và cái nền đen của người này nó hợp vào với nhau một cách hợp lý. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái chế độ blending. Đấy. Thế thì bây giờ tôi chọn cái lớp thằng người và tôi sẽ chọn các cái chế độ, tôi để lần này tôi sẽ để overlay. Xin lỗi xin lỗi. Trong 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 trường hợp này tôi để luminosity. Luminosity để làm gì? Để tôi sẽ cắt hết tất cả các cái giá trị màu. Đây tôi lại nói thêm, bài này nó có dính dáng một vài cái chế độ blending mode khác nhau, và trong cái chế độ mà blending là để ở chế độ luminosity, tức là cái chế độ cuối cùng ở trong các chế độ blending, thì nó sẽ chủ động nó cắt hết tất cả các giá trị màu vốn có của cái layer này đi, nó chỉ còn để lại cái trạng thái là đậm nhạt đen trắng như này thôi. Đấy. Tiếp nữa thì tôi sẽ lấy cái lining này và tôi đưa vào đây. Thì cái lining này nó sẽ đưa cái sáp vào
Và chúng ta sẽ bắt đầu đặt song song hai cái bài mẫu này để chúng ta quan sát, chúng ta cùng điều chỉnh chế độ dành cho cái này. Thì nó sẽ có cái khác biệt như sau. Để cho cái set này trở nên trong và lẩn vào nền cũng như là ăn lên người cái cậu này, thì chúng ta sẽ chuyển blending cho nó. Trường hợp này tôi để overlay. Thì một phần là nó sẽ lẩn vào trong cái nền sẫm, một phần nữa là nó sẽ ăn vào trong người như thế này. Đấy. Để xử lý tiếp cái cảm giác là cái quầng sáng huyền bí như thế này thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ tốt nhất là nên tạo một cái layer. Chúng ta nên tạo một cái layer trống trống không như thế này. Và chúng ta sẽ tiến hành vẽ một cái vùng tròn. Chọn công cụ vẽ hình elip, giữ shift để tạo ra một cái vùng tròn tròn như thế này, và nó rộng bằng luôn cái chiều ngang của cái ảnh. Sau đó thì tôi sẽ kéo cái vùng tròn này lên phía trên này, cho tới khi nào mà một nửa trên, nửa dưới, nửa trong, nửa ngoài như thế này. Và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ vào select, trong select và modify và feather, các bạn gán cho tôi một cái tham số feather nó lớn lớn một tí, 50 hay 100 gì đó. Khi mà cái vùng tròn mà được gán feather thì nó tô, thì các bạn đã biết rồi, nó sẽ đậm ở tâm và nhẹ ở riềng đó. Tôi sẽ lấy mẫu màu bằng chính cái màu ở cái layer này, trả về normal này, lấy công cụ đo này, tôi lấy được màu. Sau khi lấy màu xong, thôi được rồi, tạm thời tắt cái này đi để chúng ta xử lý phía dưới nhá. Thì bây giờ tô thôi, edit fill, và fill bằng cái gì? Fill bằng foreground. Nó vô cùng khác so với chúng ta tô trước đây, đúng không? Đó là nó sẽ tạo ra một cái cảm giác là một cái quầng, nó sẽ rất là huyền bí như thế này đó. Thế đến đây thì chúng ta giải quyết được về cái phần ánh sáng. Cái này thì chúng ta sẽ xử lý nó bằng cách là vào một cái chương trình và một cái phần lệnh để mà chỉnh sửa màu. Nhưng trước tiên là chúng ta xoay lại cho nó đúng góc một tí đã. Vừa nãy chúng ta xoay áng chừng nó cũng chưa được giống lắm, tỷ lệ thì có vẻ là na ná rồi nhưng mà góc thì chưa đúng. Thì đến đây chúng ta xoay lại. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ vào một lệnh điều chỉnh màu. Thì các bạn có thể vào luôn như thế này, vào image, vào adjustment, và chúng ta sẽ vào lệnh hue saturation. Một cách đơn giản là các bạn đánh cho tôi vào cái đánh dấu colorize này, lập tức là nó sẽ đạt được cái hiệu quả như thế này luôn. Thế thì xung quanh cái này thì các bạn nhìn thấy bản thân nó nằm ở trong một quầng sáng, nhưng trong cái này nó cũng lại có một cái quầng hào quang riêng của nó. Thì cái này nó thuộc về outer glow. Outer glow thì nó là layer style, các bạn chọn đúng cái này. Sau đó thì các bạn vào layer style và chọn cho tôi chế độ là outer glow. Đấy, outer glow. Vấn đề xác nhận là màu gì đó, tôi phải chọn lấy một màu. Sau đó thì chúng ta sẽ điều chỉnh các giá trị khác nhau, đó là cái size lớn đến đâu, đúng không, rồi mật độ đến đâu, rồi opacity trong đục như thế nào, vân vân. Những cái này khoan nói đến là làm giống 100%, làm giống 100%. Tôi sẽ có một cái tờ hướng dẫn bằng Word cẩn thận cho các bạn là tham số như thế nào, hoặc là ít nhất là các bạn dở cái bài mẫu ra, các bạn xem thử cái layer style đó nó được gán như thế nào. Đây, chúng ta có thể kiểm tra. Có một cái cách rất là dễ, nếu như mà cái suộc mà được cho các bạn là suộc PSD, là các cái ảnh mà nó vẫn chứa nhiều các layer, thì các bạn nếu mà gặp phải trường hợp mà làm việc với lại cái file PSD có nhiều layer như thế này, thì kiểm tra một cái layer style thì rất là dễ. Một khi mà các bạn mở ra, các bạn tìm vào đối tượng đó, các bạn có thể thấy ngay đây, effect này, mỗi một cái layer mà được gắn layer style thì nó sẽ khác với một layer thông thường ở chỗ là nó có cái hình chữ FX này để thông báo là có cái hiệu ứng, và các bạn bấm mũi tên này, các bạn sổ xuống thì các bạn sẽ nhìn thấy được tên cái hiệu ứng đang gắn cho cái layer đó. Đồng thời muốn xem là nó được thực hiện bằng
cái tham số như thế nào, thì các bạn có thể bấm trực tiếp vào cái chữ tên của cái layer style đó. Khi các bạn bấm nút vào đây thì nó sẽ mở ra cho các bạn cái bảng thoại, và các bạn sẽ nhìn thấy một cách chính xác luôn là cái bài mẫu đó nó thiết lập những tham số như thế nào, ví dụ như là màu, ví dụ như là opacity như thế nào, và các tham số khác. Ở đây chúng ta sẽ thử xem luôn nhé. Tôi có cái màu xanh cây này, đúng không? Opacity là 75 này, blending mode là screen này, các tham số còn lại là 25, 50, 100, 0. Nào, chúng ta làm thử sang bên này. Trước hết là màu này, tôi sẽ lấy cái màu giống hơn này, đó. Một trăm này, không này, đây là vừa nãy bao nhiêu nhỉ, cái này 25 này, 25 gì đấy, screen bài này thì bắt đầu vẫn còn đang còn một vài chỗ có vẻ như là còn sót điểm ảnh, lúc chúng ta cắt này chúng ta có thể cắt luôn ở trên này, bỏ đi chỗ nào không có điểm ảnh thì chỗ đấy không được phép xuất hiện cái layer style. Layer style chỉ xuất hiện khi nào mà có điểm ảnh thôi, không có điểm ảnh thì các bạn sẽ không nhìn thấy được cái này. Nào, kiểm tra lại một lần nữa nha, xem cái tham số như thế nào cho nó đúng. Bảy năm không, 25, 50. Bảy mươi năm, 25, 50. Đấy, thì bây giờ bắt đầu các bạn nhìn thấy nó cũng là ná nhau rồi. Nếu như các bạn có trong tay một cái bài mẫu thì các bạn có thể kiểm tra các bạn làm giống hệt luôn được. Đấy, tương tự như thế, bây giờ chúng ta sẽ vào làm với lại cái chữ này. Nội dung chữ ở đây thì trước hết là chúng ta nên thiết lập nó vào cái tham số là center đi, tại vì đây là đóng giữa mà. Phông này, tìm một cái phông nào đó, phông chân area đi. Đấy, time này, is omega, tất cả những cái này chúng ta cho nó thành bold đi. Thế và những cái này các bạn có thể là cho nó xuống thành các size nhỏ hơn. Ví dụ thế, để điều chỉnh kỹ hơn thì các bạn có thể là từ từ các bạn làm. Sau đó thì chúng ta đặt vào đây. Khi mà đặt vào đây thì các bạn xem thêm cho tôi cái chế độ blend. Đây, đây chúng ta kiểm tra vào máy mẫu thì xem cái này nó là chế độ gì nhá. Đây, sharp line. Chúng ta cũng sang bên này. Chúng ta để chế độ sharp line. Đây. Cuối cùng thì bật trả lại cho tôi cái này. Chế độ overlay. City overlay, và thêm một cái điểm nữa, tức là các bạn sẽ có một cái đường viền. Đường viền thì chúng ta sẽ làm cái khung. Cái khung thì chúng ta sẽ giải quyết bằng cách là tạo một layer mới đi. Layer mới này thì các bạn làm cho tôi một cái thao tác là vẽ cho tôi một cái vùng chọn làm sao cho nó gần như là bao hết được cái gì đây nhỉ, cái khung hình này đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ làm một thao tác là đảo ngược vùng chọn lại, select invert, đảo lại thì nó sẽ chỉ lấy phần này thôi.
tô cho nó một màu bất kỳ nếu các bạn muốn. Bài mẫu là của chúng ta là màu trắng thì chúng ta cũng lấy cái màu trắng trắng đi. Sau đó thì tô Edit Fill Foreground Color. Đâu nhỉ? Layer mới. Đây, đây đây. Edit Fill. Đó. Sau đó thì chúng ta làm thêm cái gì nữa? Layer style cho nó, layer style này, chọn bevel emboss làm cho nó nổi lên một tí, nổi nhiều nổi ít thì tùy, và chúng ta sẽ có một cái khung nó cũng hơi dày lên như thế này. Đấy, đại loại là như thế này thì chúng ta sẽ ứng dụng nhiều 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 các cái layer style ở trong này. Đấy, và thêm một chút là về các cái chế độ gì đây nhỉ? Feather để tô. Cái bài này không phải phức tạp nhưng mà nó thông qua một cái bài như thế này thì chúng ta thấy rằng là ở trong cái trường hợp mà chúng ta sử dụng một cái chúng ta sử dụng một cái blending mà hợp lý thì hiệu quả tạo ra đôi khi nó rất là ngạc nhiên. Đấy, thay vì là những cái thứ mà chúng ta vẫn nhìn thấy như thông thường thì khi chỉ cần chuyển một vài cái chế độ blending khác nhau thì chúng ta lại thấy rằng là nó hòa trộn vào nhau, nó tạo ra những hiệu ứng thị giác rất rất khác trước đấy. Đấy, thì đại loại là cái bài này là như thế. Có thể ngay lập tức các bạn làm cũng chưa được giống lắm, có thể còn những chỗ nó còn khiếm khuyết, thế nhưng mà với một cái sự làm thử đi thử lại cộng với lại một vài cái hỗ trợ về cái tệp uốt, nó sẽ cho các bạn một cách chi tiết về tham số hoặc là các bước làm, hoặc là cái tệp mẫu PSD thì các bạn có thể là bật từng layer, các bạn kiểm tra các cái layer style gắn kèm của từng layer thì các bạn sẽ làm thử điều chỉnh làm sao tham số cho nó khớp vào, thì các bạn cũng sẽ làm ra được cái bài mẫu tương tự như thế này thôi.